Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập chép một bài hát lên final. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ làm quen với cả nhịp và ô nhịp. Trước tiên thì chúng ta mở final ra. Chọn default của mình. Để thuận tiện thì tôi sẽ xóa bớt đi một vài ô nhịp, chúng ta để ít thôi, để tí chúng ta sẽ thêm bớt các cái ô nhịp và cách copy dán rồi là những các thao tác làm ở trên ô nhịp nhé. Thì với cái bài đầu tiên thì chúng ta đã làm quen ở những cái khoảng từ đầu khung nhạc đến các cái gạch đây, các gạch này gọi là gạch nhịp nhỉ, trong khoảng trước cái gạch nhịp người ta gọi là ô nhịp. Đây là các ô nhịp. Thêm bây giờ tôi sẽ xóa bớt các cái ô nhịp này đi. Cách xóa thì chúng ta muốn xóa những ô nhịp nào thì chúng ta nhấn vào cái mũi tên đây. Cái này là cái mũi tên này, là cái để chọn, trò chuột để chọn. Ta nhấn vào ô nhịp cần xóa. Muốn xóa nhiều thì chúng ta sẽ giữ phím Shift để xóa nhiều. Xóa bao nhiêu thì chúng ta giữ phím Shift. Ta sẽ nhấn vào cái ô nhịp đầu tiên và cái ô nhịp cuối cùng mà chúng ta cần xóa. Giả sử như ô nhịp thứ 28 chẳng hạn, thì ta sẽ nhấn vào ô nhịp thứ 28 này. Và sau đó ta nhấn phím Delete ở trên bàn phím thì nó sẽ xóa đi các cái ô nhịp mà chúng ta đã chọn. Lúc này là chúng ta chỉ còn 10 ô nhịp thôi, đúng không? Tôi đã tải về một cái bài hát, bài Con Đường Xưa Em Đi của nhạc sĩ Châu Kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhau tập chép cái bài này ở trong final nhé. Sau khi chúng ta chép cái bài này thì đến buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ hòa âm cho cái bài này. Buổi sau chúng ta sẽ hòa âm cho cái bài này, nghĩa là chúng ta tạo beat cho cái bài này. Bây giờ bài hôm nay là chúng ta tập chép bài này vào trong final đã. Trước tiên thì khi mà chúng ta mở được final đã rồi thì người ta đã cho chúng ta cái phần score, phần title, composer. Đây là phần này thì chúng ta không cần thiết thì chúng ta bỏ nó đi. Cái title có nghĩa là cái tiêu đề của bài hát. Chúng ta để chế độ bộ gõ của chúng ta là để bộ gõ là kiểu Unicode. Để kiểu gõ Unicode chúng ta gõ chúng ta gõ tên bài hát là Con Đường Xưa Em Đi, đúng không nhỉ? Con Đường Xưa Em Đi đó, khi chúng ta để nó ở chế độ Unicode thì nó sẽ được ra luôn chữ tiếng Việt chúng ta. Đây là phần tác giả nhạc Châu Kỳ. Chúng ta có thể xuống dòng thoải mái cho cái ô này nhé. Lời của Hồ Đình Phương. Để cho nó đẹp hơn thì chúng ta hãy bôi đen hết toàn bộ cái này. Và chúng ta vào phần text. Đẹp, nghĩa là chúng ta căn chỉnh cái này nó sang bên phía phải. Và phần text ta chọn đến cái phần này, Justification, đúng không nhỉ? Chúng ta chọn phần này. Sau đó ta chọn vào Next, vào Next, đúng không nhỉ? Hoặc là phím tắt của chúng ta có thể gõ phím Control, phím L. Bàn phím của tôi nó đang có vấn đề.
Thôi cứ gọi lại đấy nhé. Sử dụng luôn cái này. Chọn led. Đó, nó sẽ căn cho chúng ta sang bên tay trái. Đó. Chúng ta muốn tạo cho chữ này nó nghiêng đi cho đẹp chẳng hạn. Ta chỉ việc nhấn vào cái hình vuông nhỏ nhỏ đây này. Nhấn kép vào. Ta bôi đen. Ta lại vào text. Ta chọn style. Chọn bôi đây là in đậm này. Sau đó ta chọn tiếp in nghiêng này. Đó. Phần này cũng vậy, muốn nó đậm lên chọn vào style, chọn đậm, nó sẽ đậm lên. Đó. Là tôi cứ để cho nó trở lại bình thường. Đó, để quay lại bình thường ta lại làm lại ngược lại thao tác. Chúng ta lại quay sang bên này, chúng ta nhìn ở đây thì nó có nhịp là nhịp C, có cái gạch ngang ở gạch dọc. Cái nhịp này người ta gọi là nhịp 22, nhưng mà khi chúng ta vào đây để chúng ta tạo nhịp 22 cho nó thì lại chắc chắn là không ra được cái chữ C như vậy. 22. Ở đây được chữ C giống như này đấy, đúng không? 22 đây. May quá là nó đã chia cho chúng ta luôn rồi. Đây nhịp 22 là nhịp có chữ C và có dấu số dọc số. Nhấn OK. Ta được nhịp 22. Ở ô nhịp đầu tiên của bài nhạc này thì nó có một cái ô nhịp lấy đà. Ô nhịp lấy đà là gì? Ô nhịp lấy đà là cái ô nhịp mà nó không đủ số phách ở trong một ô nhịp. Như nhịp 22 ở đây nó gồm có hai nốt trắng hoặc là bốn nốt tròn, bốn nốt đen. Nhưng mà ở đây của chúng ta thì mới tính là được có ba nốt đen thôi. Đây là một nốt đen. Một cái chùm ba này. Một chùm ba của ba nốt đen này mới tạo ra được hai nốt đen. Cho nên là cái ô nhịp này là ô nhịp lấy đà, nó bị thiếu. Nó bị thiếu. Nó chỉ có 3 phách. Đây nó cần là đây, ở đây của chúng ta là 4 phách này. Đấy, đây là 4 phách mà đây chỉ có 3 phách thôi. Thế bây giờ làm nào để chúng ta lấy được cái nhịp, cái ô nhịp lấy đà này? Chúng ta không xóa được bằng cái cách kia. Để tạo được ô nhịp lấy đà thì chúng ta sẽ lại nhấn vào cái nút mũi tên này. Ta nhấn chọn vào cái ô nhịp đầu tiên. Sau đó ta vào Document. Ta chọn Pick Up Measure. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng này. Cái bảng này của chúng ta sẽ thấy ở đây là có 3 nốt đen. 3 nốt đen thì tương ứng với cả một nốt trắng chấm dôi, đúng không nhỉ? Ta sẽ chọn vào nốt trắng chấm dôi và nhấn OK. Thì lúc này cái ô nhịp này của chúng ta sẽ gồm có 3 nốt đen. Bây giờ để viết cái câu nhạc này, viết cái câu nhạc này thì rất là đơn giản, là chúng ta cứ lần theo tên các nốt thôi. Đầu tiên là nốt đen, nốt mi đen, mi đen. Ở đây có một cái chùm ba, vậy thì ta sẽ chọn vào cái chùm ba này. Ta chọn vào nốt nhé, nốt đen này. Thì ta chọn vẫn phải để chọn nốt đen cộng thêm chùm ba thì ta sẽ được chùm ba. Đồ này, son la thì nó lại là móc đơn. Son la. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể là gõ sẽ bị lỗi. Là đấy, chúng ta gõ là không được. Thế nếu mà làm như nào để cho chúng ta được cái chùm 3 ở đây bây giờ? Thì trước tiên là ta cách đơn giản là chúng ta xóa đời cái nốt đầu tiên này đi. Ta thêm nốt la vào đây.
Chắc là do cái final nó vẫn còn bị lỗi một cái gì đó, đâm ra nó bị như thế. Các bạn đừng quan tâm là gì, ta xóa bớt đi một nốt, sau đó ta quay trở lại, ta nhấn lại nốt trên đầu này, thì ta đã được cái nốt này, đúng không nhỉ? Thế làm sao để được cái dấu luyến này? Cái dấu này người ta gọi là dấu luyến. Dấu luyến là nó khác với dấu nối nhá. Dấu nối là nối giữa hai nốt bằng nhau, còn dấu luyến là nối giữa hai nốt khác nhau. Đây, nó so nốt la này có dấu luyến. Để viết được dấu luyến, ta sẽ chọn vào cái biểu tượng này, biểu tượng này, biểu tượng nhỏ hơn và có cái đường cong bên trên đấy. Nhấn vào đây thì nó hiển thị cho chúng ta một cái công cụ. Cho cái công cụ này nó có rất nhiều cái rất là hay. Giờ cái đầu tiên là dấu luyến đó. Cái thứ hai là dấu, cũng là dấu luyến, nhưng mà dấu luyến này thì nó dành cho là giả sử như nốt trước thì luyến, nốt sau thì đã không luyến. Cái nốt này và cái biểu tượng này là biểu tượng to nhỏ. Đây là nhỏ đi, nhỏ dần đi. Đây là đang to, nhỏ dần đi. Nó sẽ nhỏ dần đi. Để cho chúng ta dễ thì ta cho nó ngắn lại, chúng ta nghe là nó nhỏ đi rất nhanh. Đó, nó nhỏ đi. Đây là nốt nhỏ đi, đây là dấu nhỏ đi, đây là dấu to dần lên. Dấu to, đó, nó to dần lên. Dấu to dần, nhỏ dần. Cái này thì là nốt này thì ta sẽ tạo cho nó một cái nốt khác đi. Chúng ta đưa nó vào cho nó dễ tìm hiểu. Nốt này là nốt chill, nó nghĩa là nó vê vê trống, vê giữa hai nốt son la son la son la son la, la si la si la si, nó sẽ vê đến nốt này, nó sẽ vê cho nó dài hơn. Đó, nó về nốt. Nó về giữa hai nốt. Nó tạo thành cái hình nốt giống như này. Nó nhanh hơn. Đó, ta nghe nó gần giống nhau này. Nó kiểu như vậy. Sang tiếp. Nốt tiếp theo. Cái biểu tượng tiếp theo. Biểu tượng tiếp theo. Cái này cũng vậy. Nó là cái dấu hoa mỹ. Nó cũng về gần như vậy. Về gần giống như cái phím chiều ấy. Hai cái đều giống nhau. Cái này thì nó tăng lên cho chúng ta một bậc tám, tăng lên hoặc là giảm đi một bậc tám. Đó, đáng nhẽ nốt la này nó bằng nốt la này, nhưng mà khi chúng ta thêm cái số 8 va này vào đây thì nó sẽ tăng lên một bậc tám. Nhưng ta kéo xuống dưới. Thế là tăng lên một con 8. Còn cái 15 này
thì nó cũng tăng lên một khoảng 2,8. Đấy, nó tăng lên 2,8. Cái này thì nó chỉ để cho chúng ta, cái này nó để cho chúng ta biết cái nó chỉ là để làm trang trí thôi, để cho chúng ta biết cái khúc nào người ta có thể chia ra các khúc trong bài hát. Dưới này còn nhiều công cụ lắm, đây như công cụ là công cụ bem này. Có thể kéo cái nốt nhạc này lên luyến như cây đàn bầu ấy. Tạo đen rất nhiều, đây là nốt vuốt. Thôi cái này chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái khác, vì là chúng ta nó không liên quan gì cái bài của chúng ta này, sẽ tìm hiểu sau. Chúng ta tìm hiểu nốt nốt luyến của chúng ta lên, chúng ta viết tiếp bài hát này. Đây, khi chúng ta viết xong cái bài hát này đến cái ô nhịp thứ 10 thì chúng ta lại hết mất ô nhịp rồi. Bây giờ để chúng ta thêm vào ô nhịp, thêm tiếp các ô nhịp cho nó, thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng ô nhịp đây, nó cạnh khóa pha, biểu tượng ô nhịp đây. Ta nhấn vào, ta chọn phải chuột, nhấn phải chuột và ta chọn Add Measure. Ta muốn thêm vào bao nhiêu ô nhịp nữa thì ta gõ vào đây, thêm tôi thêm 5 ô nhịp chẳng hạn. Ok, đấy thì nó sẽ cho ta 5 ô nhịp. Muốn thêm nữa, add vào 10 ô nhịp nữa đi. Đó, thì nó sẽ thêm vào chúng ta số ô nhịp mà chúng ta đã thêm vào. Và chúng ta sẽ viết tiếp bài hát này. Rồi, khi chúng ta đã chép hết toàn bộ bài hát thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bài hát của chúng ta nó có một cái ô nhịp cuối cùng này, nó lại bị thừa ra, và trông cái bản nhạc của chúng ta rất là xấu, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta sẽ cho một ô nhịp mà nó thu lại, thu gọn lại. Cái ô nhịp đầu tiên này của chúng ta nốt nhạc nó hơi nhiều, đúng không? Gồm có 40 ô nhịp. 40 ô nhịp. 40 thì ta sẽ chia cho 5 đi. Thì ta sẽ nhấn chọn toàn bộ bản nhạc bằng cách là ta nhấn vào phím mũi tên đây, nhấn chuột vào đầu khung nhạc và giữ phím Shift nhấn chuột vào cuối khung nhạc. Ta chọn Utility, ta chọn Fit Measure và lúc này nó sẽ hiển thị lên cái này, thì ta sẽ chọn vào đây cái số ô nhịp mà chúng ta cần trong một khung nhạc, thêm một dòng. Đây, ta chọn 5. Ok. Thì lúc này bản nhạc của chúng ta đã được chia lại. Nhưng mà hình như là vẫn còn nhảy sang đây mất một ô. Thì chúng ta sẽ xử lý luôn cái khung nhạc cuối cùng. Giữ toàn bộ khung nhạc cuối cùng. Ta lại quay lại với cả Utility. Ta chọn Fit Measure, chọn này lên là 6. Ok, lúc này thì bản nhạc của chúng ta đã trở về một tờ giấy. Đã trở về một tờ giấy. Vậy là ta đã soạn xong một bản nhạc. Và chúng ta vừa rồi đã làm quen với cả các cái ô nhịp, cách thêm ô nhịp, xóa bớt ô nhịp.